Cho đến giờ phút này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách 23 cầu thủ tập trung để chuẩn bị cho giải giao hữu King Cup tại Thái Lan. Như thông tin trước đó thì do không có nhiều thời gian tập luyện, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ gọi những cầu thủ đang có phong độ cao tại V-League 2019. Dựa trên tiêu chuẩn này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã quyết định gạch tên hai thủ môn từng tập trung trước đó là Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Tuấn Mạnh để thay thế bằng Nguyễn Văn Toản của câu lạc bộ Hải Phòng cùng với Trần Nguyên Mạnh, thủ thành đang có phong độ rất cao trong màu áo của Sông Lam Nghệ An. Đáng chú ý là trong danh sách lần này còn có sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, một cầu thủ được đánh giá rất cao nhưng thường xuyên gặp chấn thương rất đáng tiếc. Sau một thời gian dài điều trị thì cầu thủ người Thái Bình đã trở lại thi đấu tại V-League 2019 và phần nào thể hiện tốt phẩm chất của mình. Ở vị trí hàng phòng ngự, những gương mặt quen thuộc như là Duy Mạnh, Văn Hậu, Đình Trọng hay Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng hay là Vũ Văn Thanh, người chỉ mới trở lại sau chấn thương. Bất ngờ nhất có lẽ là trường hợp của Trần Văn Kiên. Hàng công có lẽ là vị trí ít bất ngờ nhất bởi những cái tên như Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải, Đức Trinh hay là Lão Tướng Anh Đức đều có tên. Trường hợp của Tuấn Anh, Đức Trinh, Ngọc Hải không có phong độ cao vẫn được triệu tập, hay một số khác đang chấn thương như là Văn Thanh, Duy Mạnh vẫn được đặt niềm tin, có gây ra chút âu lo cho khán giả. Và cả việc không có một cầu thủ nào của huấn luyện viên Chung Hae-song được lên tuyển có thể tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Ở mùa giải năm nay, nhiều cầu thủ Việt Nam trong đội hình câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã thi đấu rất tốt. Tiêu biểu có thể kể đến là trung vệ Hữu Tuấn, tiền vệ trụ Văn Thuận, Hoàng Thích. Nếu xét về phong độ thì Hoàng Thuận hoàn toàn không lép vế so với một số tiền vệ được lên tuyển đợt này, nếu không muốn nói là có phần vượt trội. Hay là như Hoàng Thịnh, anh luôn là một cầu thủ mang đến những cái bước ngoặt cho trận đấu với những bàn thắng không chỉ vô cùng đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa quyết định trong một số trận thắng quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh. Thông thường thì Thịnh không thi đấu ở đội hình xuất phát mà anh như kiểu của để dành của huấn luyện viên Chung Hae-song, và dấu ấn chiến thuật của ông thầy người Hàn Quốc đậm đà đến mức là cứ khi nào Thịnh được vào sân thay người là lập tức tỏa sáng. Thế nhưng những gương mặt nổi bật của đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng V-League lại không có tên ở trong danh sách của huấn luyện viên Park Hang-seo. Thay vào đó lại là những gương mặt không có phong độ tốt bằng hoặc là thể lực đang có vấn đề. Nhiều cầu thủ cho rằng là sẽ hợp lý hơn nếu như những gương mặt đang thể hiện được khả năng của mình ở V-League được lựa chọn. Có một điểm cũng rất đáng chú ý là đội Thành phố Hồ Chí Minh đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Chung Hae-song, người mà đã cùng với ông Park Hang-seo đứng vai trợ lý huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc Woo Hyo-ding ở tại World Cup 2002. Khi ấy thì được sự phò tá đắc lực của cặp Chung Hae-song và Park Hang-seo, phù thủy Hyo-ding đã giúp cho Hàn Quốc vào đến tận vòng bán kết của giải, tạo lên một cơn chấn động lịch sử bóng đá châu Á. Sau 15 năm thì cả hai vị trợ lý năm xưa đã cùng chọn bến đỗ là bóng đá Việt Nam. Những tưởng là với một mối quan hệ thân thiết như vậy thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những ưu ái nhất định cho quân của thầy Chung. Thế nhưng ông Park đã nói không với những nội binh xuất sắc của Thành phố Hồ Chí Minh sau cuộc họp kéo dài nhiều tiếng đồng hồ vào chiều ngày 7 tháng 5 với hai trợ lý là Kim Han-yoon và Lee Yong-jin, thì nhà cầm quân người Hàn Quốc đã quyết định chọn 23 người mà ông cho rằng là phù hợp nhất. Dù nói thế nào đi nữa, quyết định về nhân sự suy cho cùng vẫn thuộc về huấn luyện viên Park Hang-seo, và câu trả lời chắc chắn nhất của ông sẽ nằm ở King Cup 2019. Thầy Park từng vượt qua rất nhiều áp lực để khẳng định giá trị của mình. Lần này ông cũng đã có những phương án để vượt qua được sức ép từ dư luận sau bản danh sách bất ngờ kể trên. Trong đợt tập trung đội hình cho King Cup lần này thì có sự góp mặt của gương mặt vừa mới vừa cũ, chính là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Kể từ sau khi tập trung cho đội tuyển quốc gia nhưng lỡ hẹn với AFF Cup 2016 thì Tuấn Anh chưa một lần được trở lại đội tuyển quốc gia. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Tuấn Anh từng được triệu tập chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2018. Tuy nhiên sau đó tiền vệ tài hoa lận đận này lại bị loại vì chấn thương không kịp bình phục. Ở mùa giải này, Tuấn Anh thường xuyên được thi đấu nhưng chính các huấn luyện viên của Hoàng Anh Gia Lai cũng thừa nhận tiền vệ người Thái Bình chưa có được phong độ tốt. Sau quãng thời gian trải qua chấn thương, Tuấn Anh vẫn cần có nhiều trận đấu hơn nữa để trở lại, và anh đang cho thấy sự tiến bộ trong những trận đấu gần đây. Huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội cho tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai không phải là một điều bất ngờ. Điều quan trọng là Tuấn Anh có vượt qua được bản thân và cả vận đen đeo bám hay không. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo thì bất cứ cầu thủ nào đều có cơ hội, nhưng cũng chẳng có cầu thủ nào được ưu tiên cả. Thế nên để được chọn thì bản thân Tuấn Anh cần phải đột phá. Trong danh sách lần này thì ở vị trí thủ môn, đáng chú ý là sự góp mặt của thủ thành Văn Toản bên cạnh hai người đàn anh là Nguyên Mạnh và Đặng Văn Lâm. Đây cũng là lần trở lại của Nguyên Mạnh sau sự cố tại AFF Cup 2016.
Trong khi đó, do được ít bắt và phong độ không tốt thì thủ môn Quốc Dân là Bùi Tiến Dũng đã không được triệu tập ở lần này. Ngoài ra thì hàng hậu vệ vẫn là những gương mặt quen thuộc như là Đình Trọng, Văn Hậu, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Ngọc Hải. Gương mặt mới đáng chú ý có lẽ là Trần Văn Kiên của Hà Nội. 2 năm trước thì Kiên từng được huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá rất cao, nhưng rồi lại phải trả về câu lạc bộ vì nghi ngờ là có vấn đề về tim mạch. Ở hàng tiền vệ, ngoài Tuấn Anh thì Văn Thanh cũng trở lại sau khi phải đối mặt với chấn thương. Xuân Trường thì cũng có mặt trong danh sách với cái quãng thời gian thử thách ở trong màu áo của Buriram United thuộc Thái Lan. Đáng chú ý là ở hàng tiền đạo, sự trở lại của lão tướng Anh Đức bên cạnh những cái tên quen thuộc như là Văn Toàn hay là Quang Hải, Đức Trinh, Công Phượng. Trước thời điểm huấn luyện viên Park Hang-seo công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam dự King Cup 2019 thì tiền đạo Văn Toàn đã ghi điểm với hành động vô cùng ý nghĩa. Chiều ngày 27 tháng 5, cầu thủ Nguyễn Văn Toàn và giám đốc điều hành của Hoàng Anh Gia Lai, ông Nguyễn Tuấn Anh cùng với nhà tài trợ của đội bóng đã có mặt ở bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để trao tặng 2 chiếc áo đấu của Hoàng Anh Gia Lai được bán đấu giá để làm từ thiện cho bé Trần Văn Đạt 9 tuổi không may bị tai nạn đang được điều trị ở tại đây. Sau khi được chia sẻ trên fanpage của đội bóng Hoàng Anh Gia Lai, 2 chiếc áo đấu đã được bán đấu giá với số tiền lên đến 16 triệu đồng. Chủ nhân của 2 chiếc áo là anh Trần Minh Tú, giám đốc công ty đồ điện gia dụng An Khang. Không những thế thì các mạnh thường quân khác cũng đã ủng hộ số tiền là 23 triệu đồng đến gia đình của em nhỏ có hoàn cảnh không may trên. Đáng nói hơn nữa là nhà tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai là Trường Hải Thaco đã quyết định trao tặng số tiền 50 triệu đồng cho gia đình bé Đạt nhằm giúp em có được điều kiện tốt nhất để điều trị. Có mặt tại bệnh viện Chợ Rẫy thì tiền đạo Văn Toàn đã gửi lời chúc sức khỏe tới Đạt và mong muốn em sẽ được điều trị tốt nhất để sớm bình phục. Thay mặt câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp tới bé Đạt, chúc em sớm hồi phục để trở về với gia đình. Tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa những mạnh thường quân giúp đỡ cho em và gia đình ở trong thời gian tới. Trở lại với giải đấu King Cup 2019 trên đất Thái Lan, sau chuỗi thành tích bết bát thua kém đội tuyển Việt Nam thì Thái Lan đã rất muốn được chạm trán với đội tuyển Việt Nam để phân định lại ngôi thứ tại khu vực. Trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan tại King Cup 2019 cũng là lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo chạm trán với người Thái trong một cuộc so tài ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Thái Lan đã có những chuẩn bị rất kỹ lưỡng về nhân sự cho King Cup 2019. Họ đã lên danh sách sơ bộ từ sớm và tập trung đội hình tập luyện với quyết tâm cao để gút lại những tuyển thủ ưu tú nhất cho giải đấu. Bên cạnh đó thì người Thái cũng chơi đẹp với các đội dự giải. King Cup 2019 tổ chức ở Buriram và sân bóng được chọn là sân Chang Arena. Đây cũng là sân nhà của câu lạc bộ Buriram, đội bóng mà tiền vệ Lương Xuân Trường đang đấu quân. Tại King Cup 2019 thì đội tuyển Việt Nam được bố trí ở khách sạn Morena ở Fraser. Đây là khách sạn có chất lượng cao, đầy đủ tiện nghi, lại chỉ cách sân Chang Arena khoảng hơn 200m, cho nên rất thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam trong việc tập luyện và nghỉ ngơi sau đó. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ là một trận đấu được mong chờ. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang là số 1 Đông Nam Á, tuy nhiên Thái Lan cũng không phải dạng vừa với kỷ lục 5 lần đăng quang AFF Cup. Đầu tiên rõ ràng là lợi thế sân nhà, khán giả nhà, không phải ngẫu nhiên mà Thái Lan đột ngột đổi điều lệ thi đấu và chủ động đụng độ với đội tuyển Việt Nam. Khán giả nhà sẽ là động lực tinh thần to lớn để Thái Lan quyết thắng Việt Nam. Thầy voi chiến đang khát khao phục thù đối thủ để nhằm gột rửa nỗi hổ thẹn của bản thân sau 2 lần U23 Thái Lan cay đắng thất bại trước U23 Việt Nam, đặc biệt là thảm bại 0-4 mới đây. Thắng rồng vàng là cách tốt nhất để khôi phục niềm tin từ người hâm mộ bóng đá Thái. Bên cạnh đó thì công tâm mà nhận xét, người Thái nhỉnh hơn về lực lượng so với Việt Nam. Huấn luyện viên Sirisak Yorathai đã có trong tay 4 tuyển thủ Thái Lan chất lượng để đánh thuê tại Bỉ, Nhật. Đó chính là thủ môn Kawin, đội trưởng Therathon Bunmathan, tiền vệ Thitiphan và Messi Thái là Chanathip Songkrasin. Kinh nghiệm đẳng cấp của các trụ cột này sẽ quyết định thành bại cho đội tuyển Thái Lan. Sau tất cả thì Thái Lan đang gặp áp lực tâm lý rất lớn. Từ huấn luyện viên Sirisak đến cầu thủ đều đang đăng đàn mạnh mẽ tuyên bố bầy voi chiến sẽ đánh bại Việt Nam để lấy lại danh hiệu tự phong là King of Asian, tức là vua của Đông Nam Á. Đây là điều tối kỵ trong thể thao bởi ít có đội nào đặt mình vào thế chiến thắng khi bóng chưa lăn. Nếu quá tự tin và khinh địch, Thái Lan sẽ lập lại trường hợp của thủ môn Chatrai Bumprong bị vạ miệng tại trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 gặp Malaysia. Việc chiến lược gia Alexander Gama của đội U23 vừa mới từ chức khiến cho bóng đá Thái Lan rơi vào khủng hoảng khi cả đội tuyển quốc gia và U23 đều không có huấn luyện viên trưởng hợp lệ. Phía đội tuyển Việt Nam tuy bất lợi về lực lượng nhưng lại thoải mái về tinh thần. Phù thủy Park Hang-seo không có lực lượng mạnh nhất tại King Cup lần này,
Việc ông Park chưa chấm cầu thủ Việt kiều nào tại châu Âu cho thấy là đội tuyển Việt Nam 99% tiếp tục sử dụng bộ khung cũ tại giải đấu vừa qua. Rồng vàng đã gặp tổn thất khi hai trụ cột là Đỗ Duy Mạnh và Phan Văn Đức đã dính chấn thương. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng, tiền vệ Lương Xuân Trường, thủ quân Quế Ngọc Hải cũng chưa thể hiện phong độ tốt nhất. Quỹ thời gian lại khá eo hẹp, V-League kết thúc vào ngày 31 tháng 5 và ngày 1 tháng 6 thì đội tuyển Việt Nam sẽ bay sang Thái. Chính vì vậy mà huấn luyện viên Park Hang-seo không thử nghiệm các gương mặt mới. Các cầu thủ đang đá thuê tại nước ngoài của Việt Nam cũng không thể sánh bằng so với chủ nhà Thái Lan. Nguyễn Công Phượng vẫn chưa có bàn thắng cho Incheon United và cần cố gắng rất nhiều để hòa nhập cùng với các đồng đội. Lương Xuân Trường thì chỉ mới lấy lại phong độ trong vài vòng đấu gần đây. Đặng Văn Lâm cùng với Muang Thong United đang xếp chót bảng xếp hạng Thái League. Tuy nhiên thì đội tuyển Việt Nam có lợi thế về tâm lý so với Thái Lan. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo công bố danh sách cầu thủ dự King Cup trễ nhất chính là một ưu thế nhất định. Người Thái không nắm rõ chiến thuật của chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ sử dụng đội hình nào để đấu với 7 voi chiến. Áp lực tâm lý buộc phải thắng và vị thế kèo trên của Thái Lan càng giúp cho đội tuyển Việt Nam thuận lợi triển khai thế trận phòng ngự phản công quen thuộc. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò luôn ra sân với tinh thần quyết chiến và quyết thắng dù là trận giao hữu. Việt Nam có thể thắng hoặc thua. Nếu như Thái Lan thất bại thì họ chẳng những bị vạ miệng vì những tuyên bố quá khích trước King Cup mà còn lún sâu vào khủng hoảng vì liên tục thua kỳ phùng địch thủ Việt Nam ở cả đội U23 và đội tuyển quốc gia.